Anh em nha, xin giới thiệu anh em một con thiên tuế nha anh em. Này, nó phần cành nó như bonsai nha anh em. Bê đỏ nha, ngọn cho nè. Đây, đây. Chiều keo từ cái ngọn xuống tới đầu rễ đây là 2m1 nha anh em. Này cắn đế nhưng mà không có hư gì hết nha anh em. Cây lành lặn nha, này là mấy cái của ngồi tự nhiên của nó. Mấy cái sánh, này sánh cũng tự nhiên nè. Thôi không hư không bọng nha. Còn hay lát nó như bonsai nha anh em. Mấy mấy cái này trồng lâu thì nó cũng lên ngọn nha, nó nhưng mà nó lên mấy bên hông đây nha. Nó lên mấy này nó lên ấy xong rồi lên lé. Lâu thì nó cũng lên. Trước mắt là các bên ngọn sống nha. Thì anh em nha, xin giới thiệu với anh em một củ thương tớ nha mấy anh em. Hàng một ngọn nha. Củ nó có mấy cái khứa khứa nha. Cũng duyên duyên nha mấy anh em. Đây không hư không bọng nha. Đây đây dùng chụp kèo. Keo mít nha mấy anh em. Củ. Củ 101 nha, 110 nha. Dư nữa củ bên đây. Đầu trường heo lấy 110 anh. 110 ngay đây nha mấy anh em. Ngay khứa đây nè. Rỡ nè, quay quay vòng. Khứa đó. Anh muốn hộ mua cái bình xay cho đi ngày đó. Đó.